mọi người, mình tên là Duy, hiện tại mình là sinh viên của trường Đại học USAC và chuyên ngành của mình là kiến trúc. Thì hiện tại mình đang được làm họa viên cho công ty Cát Mộc. Thì như các bạn đã biết thì mình là sinh viên chuyên ngành kiến trúc và trong quá trình học tập thì mình cảm giác mình phải nâng cao kỹ năng vẽ của mình lên. Thì không chỉ 2D mà cả 3D. Thì do lý do đó nên mình đã tìm hiểu những cái khóa học ở trên Google. Và từ đó mình biết đến Doric. Thì sau khi tìm hiểu tất cả thông tin về Doric thì mình đã đọc rất kỹ về phần giới thiệu khóa học. Sau đó mình cảm giác nó rất là đầy đủ cho một người như mình. Thì đó là lý do mà mình đăng ký học ở Doric. Còn về ưu điểm thì mình nghĩ là có rất nhiều ưu điểm. Thì vào ngày đầu tiên mình bước tới trung tâm để mình làm thủ tục đăng ký thì các bạn hướng dẫn tư vấn đã rất là nhiệt tình và là mình cảm thấy rất là thích. Và sau đó thì bước vào khóa học thì thầy Hòa là người đứng lớp chính và cùng với anh Đức là trợ giảng cho thầy. Thì thầy Hòa là một người kiến trúc sư cũng như là một nhà thầu xây dựng. Thì vì vậy những kiến thức mà thầy truyền đạt cho tụi mình rất là thực tế. Còn khi mà bạn cần hỏi về những kỹ năng vẽ như là làm sao để các phần mềm, hoặc bạn có vấn đề về những phần mềm đó, hoặc bạn muốn hỏi lại những câu mà thầy đã dạy ở trên lớp thì anh Đức sẵn sàng trả lời và giúp đỡ cho các bạn. Thì sau khi làm ở các mục được 2 tuần thì mình cảm giác là tất cả những gì mình học được từ thầy cũng như là trong chương trình giảng dạy của trung tâm đều có thể ứng dụng được vào trong công việc. Và do đó mình cảm thấy nó thật sự rất là hữu ích cho mình cũng như là các bạn nếu các bạn đăng ký học. Để trả lời câu hỏi này thì mình khá là băn khoăn tại vì nó có rất nhiều từ 2D tới 3D và hậu kỳ. Nhưng mà mình nghĩ đó sẽ là môn học 3D tại vì cái môn 3D nó giúp mình thực hiện hóa, hiện thực hóa những cái sáng tạo, những cái thiết kế của mình và làm cho người khác có thể hiểu được cái sự thiết kế đó. Nên mình rất là thích cái môn đó. Theo cá nhân, quan điểm riêng của mình thì mình thấy môi trường của Doric khá là vui, thân thiện. Mỗi bữa học thì mình cười rất nhiều và nhiều khi là mình còn không làm bài tập nữa. Nhưng mà nói chung là mọi thứ rất là vui. Thì nếu mà các bạn muốn thật sự hiểu nó vui hay không thì các bạn có thể đăng ký và các bạn có thể học thử. Thì sau 3 tháng mình học lý thuyết ở trung tâm thì mình có được một buổi đi công trình thực tế. Thì ngày hôm đó là ngày hôm thứ 7 thì anh Long là kỹ sư của công ty Cát Mộc là người phụ trách chính cho chuyến đi, thì dẫn mình ra biệt thự ở Bình Thạnh. Thì sau khi mà tới cái căn biệt thự đó thì mình rất là bất ngờ và cũng khá là bị gọi là ấn tượng về công trình mà các anh đang làm. Thì mình đặt câu hỏi cho anh rất nhiều nhưng mà anh vẫn rất nhiệt tình và trả lời từng câu hỏi của mình một. Thì mặc dù mình thấy anh rất mệt nhưng mà anh vẫn rất là nhiệt tình với mọi người. Thì ở đây mình mới thấy được rằng là những gì mình vẽ trên giấy với những gì thi công thực tế nó rất khác nhau. Tại vì những gì bạn vẽ trên giấy thì nó chỉ là vẽ thôi. Nhưng ở ngoài thực tế phải xây dựng nên cái những gì bạn vẽ thì đó là một câu chuyện khác. Và mình cảm thấy đó là một buổi đi rất là hữu ích cho khóa học này. Thì tóm lại, sau buổi đi công trình thực tế thì mình đã học được rất nhiều thứ và mình có thể áp dụng nó vào trong thiết kế. Để từ đó mình có những bản thiết kế nó thiết thực hơn và có người ta có thể xây dựng được. Sẽ có rất nhiều từ mình có thể nói nhưng mà mình nghĩ hai từ nó sẽ là sự nhiệt tình.